Dạ hello em xin chào cô chú anh chị Hoa Lan trên toàn quốc nha Hôm nay em sẽ lên một cái video sớm chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa à, Hôm nay sẽ có vài mặt hoa sale cho cô chú anh chị mình lấy giống chơi Ở đây em còn một cái thân cây uh, 436 mã H, H Lai Tướng ở 436 mã, mã H Lai Tướng À, cái thân này là một thân giữa cô chú anh chị mình lưu ý giúp em là một thân giữa là sẽ có một cái nhắc cắt ở đây là em có khai thác một nhắc cắt ở đây nhưng mà cái cây này nó có tới ba mắt ngủ lận cho nên là ở đây cái thân hiện tại là nó đang lên mắt ngủ nè cả nhà đó, cả nhà có thể thấy ở đây này là nó có một cái mắt ngủ đang lên khá là đẹp và bên này nó vẫn còn bên bên này á, cái này là cái mầm đó cái mầm con nó đang lên khá là đẹp và ở bên này nó còn một cái mắt ngủ ở đây nữa nè đó cả nhà thấy không nó còn một cái mắt ngủ nữa cái thân này á, thì em chia sẻ với giá là à, 650 ngàn cho cô chú anh chị mình lấy giống Cây này rất là đẹp, một cái cây hoa màu cam luôn Cái bông chuẩn của nó thì em sẽ ghim trên góc màn hình cho cô chú anh chị mình tham khảo ha 436 mã H Lai Tướng à, Cây này rất là đẹp nha cả nhà Nhưng mà cái thân này thì em chia sẻ là thân giữa thôi Đó, Cô chú anh chị mình về chịu khó mình chăm thêm mình lấy giống chơi đó. cây thì hiện tại cái thân giữa nhưng mà em trồng là nó ấm chậu rồi rễ nó đã bò rất là khỏe rồi nè cả nhà đây cả nhà xem cái bộ rễ của nó nè đó rễ nó rất là khỏe rất là ok rồi mã 436 hay hay có thể gọi là mã hát cánh tướng đó mã hát cánh tướng rồi ở đây em có một cái hướng hai thân đầu dinh cây này là cây 156 đỏ cái hướng hôm nay á thì à, để mấy bữa hôm nay là nó nó ra rễ khá là đẹp luôn rồi nè cả nhà đó hôm trước là nó mới nhú thôi nhưng mà hôm nay nó ra rễ khá là đẹp luôn rồi đó. hướng này là hướng hai thân đầu zin, hướng này sale cho cô chú anh chị mình lấy giống luôn, 600k thôi. 600k bao ship một cái hướng rất là đẹp nào cả nhà. Đó nó đang ra rễ rất là khỏe luôn rồi. Đó, rễ bây giờ là nó nó ra nó bám vô chất chậu rất là khỏe rồi. Hai thân nguyên zin mã 156 đỏ, cây này bông rất là to nha. Bông cây này nó đạt mươi lăm cm ạ. Bông rất là to và rất là đẹp. Mã 156 đỏ, hoa thì nó sẽ là màu đỏ đỏ nguyên bông luôn, đỏ nguyên bông luôn giá em chia sẻ khá là êm cho cô chú anh chị mình sưu tầm rồi hai thân nguyên zin mã 156 đỏ đó cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm lấy giống thì liên hệ với em rẻ đang xuống khá là nhiều và bám chậu rất là ok rồi đó. mã 156 đỏ nha cả nhà mã 156 đỏ à, cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt hoa nào thì mình cứ liên hệ theo số điện thoại của em là 0386 232 357 đó là số điện thoại của em hoặc cả nhà có thể là nhắn tin qua Zalo bằng cái số à, điện thoại đó nha cả nhà, bằng cái số điện thoại đó. Rồi ở đây à, có một cái hướng này, à, à, sale cho cô chú anh chị mình lấy giống chơi luôn, à, một cái giá rất là đặc biệt trong video này thôi. Đó nếu mà cô chú anh chị nào mà bỏ qua thì thôi nha cả nhà. Đó hẹn cô chú anh chị mình vào cái hướng khác. Nếu mà bỏ qua hướng này thì coi như là Hẹn cô chú anh chị mình vào cái hướng khác đây. Khi nào mình cảm thấy ok hơn thì mình cứ liên hệ với em. Đó. À, hướng này á là cây à, mã là 536, mã 536. Cây này thì thân nó lùn thôi, hướng thân lùng thôi. À, nhưng mà bông rất là to. Cây này bông nó đạt 14 cm, bông đạt 14 cm. Cái bông cực kỳ tròn luôn và cái giá hôm nay em chia sẻ cho cả nhà rất là êm và rất là đặc biệt luôn. À 850 000 trăm 850 000 thôi. Giá duy nhất trong video này. Đó. À, cô chú anh chị nào thích thì liên hệ với em còn nếu không thì mình cứ bỏ qua à, hẹn cô chú anh chị mình vào cây khác đó không không có vấn đề gì hết nha cả nhà cái này là hướng nó là nguyên dinh à, cái cây này nó có tới 3 mắt ngủ lận đây nó đang sưng một lúc hai mắt ngủ lên thì em không biết là khả năng là nó có lên mầm cùng lúc hay không thì không biết ở đây một mắt ngủ nè Bên này nó có một mắt ngủ và phía trên này còn cái mắt ngủ đây nữa. Ba mắt ngủ. Hiện tại rễ đang ra rất là nhiều và rất là khỏe luôn. Khuôn bông cây này rất là tròn nha. Khuôn bông tròn màu hoa đẹp. Đó. À, giá chia sẻ cho cô chú anh chị mình rất là êm và rất là ok luôn. 850 ngàn thôi. Bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cây à, hướng mà hiện tại đã trồng như này rồi á. Thì em sẽ gói nguyên chậu em gửi cho cô chú anh chị mình luôn. Đó về mình chỉ có việc treo lên thôi khỏi phải lo là ừ, trồng lại đi tìm chậu tìm móc rồi trồng lại nữa đó trồng như thế này là rất là ok rồi về cô chú anh chị mình cứ treo lên và chăm sóc như bình thường thôi mã đó là mã 536 mã 536 à, tiếp theo à, tiếp theo thì ở đây em có một cái à, hướng các à, các các sưu tầm của đài cây này là mã sổ là mã 50 cổ đài mã 50 cổ đài à, hướng em chia sẻ là hướng hai thân đầu zin hai thân đầu dinh ấm chậu ngon lành luôn rồi nha cả nhà nè rễ nó bò nè rễ nó bò xuống tới dưới đáy chậu luôn rồi cả nhà và hiện tại hai thân dinh ở đây nè cái nó đang xé mất ngủ lên nè cả nhà cả nhà thấy không đó cái cái nó đã xé cái lớp vỏ lụa bên ngoài nó lên rồi rễ bám chậu rất là khỏe và rất là ok luôn cái hướng mã 50 đài uh, sổ đài nè thì em chia sẻ với giá là 1.200k em bao ship Cây này hiện tại á, nếu mà hướng một thân dinh như thế này á, thì các vườn đang chia sẻ với giá là tầm là một triệu rưỡi một hướng. Đó. À, còn cái hướng của đây á, là cây em trồng em tách ra được cho nên là em chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái giá nó êm hơn một xíu cho cô chú anh chị mình lấy giống chơi. Hiện tại là nó ấm chậu, nó rất là khỏe rồi và nó đang à, nó đang nó đang nhú nè, nó đang nhú cái măng lên luôn, đang nhú măng lên luôn. 1.200k thôi, 1.200k và miễn phí ship cho cô chú anh chị mình luôn cuối cùng trong cái video này em có một cái hướng 158 cực kỳ đẹp cực kỳ đẹp hướng này thì em chia sẻ 1.600k 1.600k bao bao ship cho cô chú anh chị mình đó, chia sẻ được một thân này cho cô chú anh chị mình lấy giống thôi Hiện tại em trồng á là nó đang nhú rễ như thế này Đây, bên này nó có rễ bám vào chất trồng và bên này nó đang nhú rễ thêm Đây, cộng rễ nó đang nhú thêm nè cả nhà À, cái hướng cây này á thì cô chú anh chị mình có thể gọi là cây 158 bitlip 158 bít à, cây này hiện tại trên thị trường á nếu mà một hướng hai thân đầu zin thì nó phải rơi vào tầm khoảng độ là à, 3 triệu 8 3 triệu 6 3 triệu 8 cho một hướng đó cái này là em chia sẻ là một thân đầu zin một thân đầu zin à, giá à, cây tách ra giá cũng có thể cân nhắc cho cô chú anh chị mình được là em chia sẻ với giá là 1.600k thôi 1.600k cây trồng ok rồi cái này thì về cô chú anh chị mình cái treo chăm sóc bình thường thôi cây này đảm bảo với cô chú anh chị mình nở bông ra không thể nào mà chê cái cây này được nó cực kỳ đẹp cây 158 bít clip này cực kỳ đẹp nha cả nhà đó và em có một hướng này thôi à, cũng không chỉ được một hướng một thân này thôi không có tách được hướng nhiều thân đâu nha cả nhà đó cũng có rất là nhiều cô chú anh chị mình hỏi em về mấy cái cây 158 tách được nhiều thân không chia cho anh thật sự là ở vườn em thì không không tách được nhiều thân cả nhà không tách được nhiều thân để chia sẻ cho cả nhà và hiện tại bây giờ những cái cây này thật sự nếu mà mua nhiều thân á, thì cũng rất là khó mua rất là khó mua tại vì đa số những cái cây mặt bông đẹp nè anh em sẽ hay là tách chiếc nhân giống đó toàn là tách một một đa số là một một thân không à đó rất ít khi mà cô chú anh chị mình mua được những cái hướng nó nhiều thân đó không phải là không mua được đó, ở đây em nói là rất ít khi rất ít khi chứ không phải là không mua được nha cả nhà đó rồi trong cái video hôm nay á, thì em chia sẻ nhanh và cái mặt hoa các sưu tầm như vậy cô chú anh chị nào mà yêu